Lúc bà, nếu bà lên, phải không? Bây giờ bà cho tôi cái gì cho tôi thấy, tôi mới thì có cái gì. Một hồi đó là tôi ngồi đây, nhưng cái mã nó dài nha, cái mã nó dài lúc cả 2 thước, nó ra 2 cái nấm mã nó ra 2 thước rồi. Thì tôi ngồi bật ngồi vậy là ngồi cũng như tôi ngồi trên cái đầu mã. Thì bả cái bên bây giờ nói với bà cho tôi cái gì tôi mới tin, bà cho tôi thấy tôi mới tin. Còn nếu bà không cho là tôi không tin. Là một theo độ khoảng chừng 20 phút thôi, bà ngồi một bên, ông ra tôi cho mẹ con đặt con ếch nó ngồi trước mặt tôi. Mà con ếch nó không phải nhỏ, con ếch nó theo độ bây giờ là nó phải từ giá làm 2 kg con ếch. Như vậy là mình quánh số con ếch hả chú ạ? Đâu quýnh số đâu. Thì bả lên, bả ngồi cặp một bên, bả nói bây giờ nó cho mày một con ếch, mày đem mày bán, mày mua gạo đồ ăn đi. Người đó đâu quýnh số đâu, người đó là cái này quýnh số, là coi như quýnh số đề hồi đó, là coi như một tuần lễ nó một khui lần. Thì tôi dòm ở trước mặt tôi là một con ếch cà bá, giờ nó ngồi trước mặt đó. Vì nó le lử, nó ngồi trước mặt mà nó le lử mình á. Tôi nói gì, nếu thiệt bà, nếu gì là bà linh bà cho tôi con ếch, nhưng mà nói thật tôi không bắt ếch này đâu. Bà nói tao cho mày vậy chứ con ếch này mày bắt cũng không được. Bây giờ là coi như bây giờ không có nói đại số nha, hồi đó là không có nói vụ số đề đâu nha. Thì bà ngồi cầm bên đó, bà nói vậy thì một chút xíu là ếch này mắc, ếch này nhảy đi. Thì nhảy đi rồi thì bà nói rồi đó, con ếch nó đi rồi, mày không bắt được nó đâu, ngày mới tôi cho mày con khác. Ngày mới tôi cho mày con khác. Thì cả như mình ngủ đêm đó là cái đêm thứ nhì rồi, còn đêm đó là đêm thứ ba, là cả như là hốt tiền đó, lấy tiền đó. Thì bà nói bây giờ mày còn một đêm mơi nữa, Nhưng tao mà cho mày con khác. cái con ếch đó, cái số đề là số mấy chú ạ? À? Ếch đó số đề 24. 24 là con ếch. Bốn 24 Ngoài con 24 ra còn con nào nữa không chú ạ? À? không, nó chỉ có con số, con nếu con ếch á là mấy ông thường là đó là số đề nha, số đề là 24 đó, chứ nó không còn ngoài là số gì nữa hết. Qua cái đêm thứ ba, vô một cái đêm thứ ba nữa, nếu mà đêm thứ ba mình không ngủ thì mấy này nó đâu có trả tiền mình, bởi vì nó mướn mình là coi như ngủ 3 đêm mới lấy tiền đó. Đồng ý chấp nhận luôn. Thì trước khi chặn dạng là tôi vô cái mã bả, là tôi ngồi gì nè, tôi ngồi xếp bằng gì tôi mới giái bả. Bây giờ cái đêm nay là cái đêm thứ ba, bà đêm nay bà cho tôi cái gì ha? Bà cho tôi cái gì rồi là tôi mới lấy tiền. Chứ bây giờ coi như 2 đêm rồi, là 2 đêm rồi, mấy ngày nó hứa là trong 3 đêm nó mới trả tiền cho tôi. Bà độ tôi ha? Bà độ tôi đi. Còn nếu thí dụ mà mấy nó không trả tiền tôi, bà nghĩ sao, bà tính sao? Bà nói nếu mà nó không trả tiền cho mày, tao sẽ bắt nó không còn một mạng, bắt nó. Bà nói gì lúc đó là tôi hơi run rồi. Nếu mà bắt mấy đó thì mình chắc bà không chừa đâu. Mà bà nói như thế này, mày tao không có nói rồi, bởi vì mày giữ mã giữ mồ cho tao thì tao thương mày, tao lo cho mày thôi. Thì tôi mới là coi như tôi nằm xuống mệt mỏi rồi, nằm xuống thì độ khoảng chừng 90 giờ thì mấy thằng đó nó rình coi mình có ngủ hay không á. Mà nó rình ở xa, nhưng nó đâu có thấy bả. Mà mình ngồi đây thì nó biết mình, nó thấy mình ngồi nói chuyện. Nó ủa sao mà nó ngồi nó nói chuyện ở trên cái nấm mã mà nói chuyện với ai, mà nó đâu thấy ai, mà mình thấy bà chết này thôi. Mới nói thôi bây giờ bà, nếu bà linh bây giờ bà cho tôi cái gì nữa. Bây giờ tôi đang ngồi đây mà tôi chưa ngủ, vì chừng nào mà mỏi quá rồi mới nằm ngủ mới được, chứ còn lúc đó mới đầu hôm mình đâu có ngủ được đâu. Bà nói cho mẹ con nè, tao cho mẹ con. Ồ, cái đêm rồi đó, tao cho mẹ con ếch. Đêm nay tao cho mẹ con rắn, thử mày sợ không? Cậu đẩy con rắn mấy gầm, chú không biết rắn mấy gầm đâu, biết không? Biết rắn mấy gầm không? Không. Không phải không? Tôi ra đây cho rắn mấy gầm thế này. Con rắn hổ, trắng trổ về nhà là chỉ được.
con rắn mây rầm cắn nằm tại chỗ. Là con rắn mây rầm đó nó cũng như rắn hổ ngựa vậy mình nhé. Nhưng mà nó có khoang, một khoang đen khoang vàng, khoang đen khoang vàng là khoang ngang trên trên đỉnh nó luôn. Và từ trên đầu và tới đuôi, mà trên đầu nó đó là có mặt trăng, trên cái sổ đầu á có mặt trăng nha. Còn ở dưới này đó nó bằng khoang vàng, khoang vàng, một khoang ngang gì đó là coi như cần cổ nó là ba khoang, là khoang vàng. Khi mà nó muốn cắn mình hoặc muốn cự mình đó ha, thì nó cất đầu lên, nó cất đầu lên khỏi mặt đất chừng bao nhiêu vậy nè. Thì mình dòm thấy cần cổ đó là khoang, bả mới thấy bả trò luôn mà con rắn nó nằm ở trước mặt luôn. Thì nó khoanh tròn do vậy đấy ha, nằm ở trước mặt vậy nè. Mà con rắn nó theo số độ nó khoảng chừng 2-3 kg, bởi vì nó bày dài, nó dài lắm. Thí dụ nó một chừng 1 kg thôi là bề dài nó khoảng từ 1 sải mình, mà nó nằm ở trước mặt luôn khoanh tròn, là lúc đó tôi hết hồn rồi. Con rắn độc mà. Thì nó nằm là coi như nó khoanh tròn vậy, cái đầu nó ngóc lên, nó nằm đây ngóc lên. Nói chung mới nói với bà, nếu bà thương tôi á thì bà cho tôi gì bà cho, chứ bà cho vụ rắn này rồi nó cắn tôi hay sao. Dạ đúng rồi, sẽ sợ rồi. Rồi bà mới nói cái này, không, con rắn đó rắn của tao, tao cho mày mà được, nó không cắn mày đâu, mà người khác lại đụng nó không được, đụng nó là nó cắn. Con rắn nó mà cắn rồi là khỏi đi đâu đó. Vì cái do đó mà lúc đó là tôi hết hồn rồi. Nó nói trời ơi trời, chắc kiểu con rắn này giứt mình rồi. Mà nó bắt đầu lên nha, khi con rắn mà nó ngủ mà nó khoanh tròn lại đó, mà cái đuôi ở đâu là cái đầu đó. Nó làm ví dụ bây giờ là một cái đuôi đó mày nó khoanh tròn vậy đó ha, mà cái đuôi nó nằm ngay chân chỗ này thì nó gác cái mỏ nó ngay chân cái đuôi. Con rắn độc nó là chuyên nghiệp luôn, bởi thành ra mình muốn bắt con rắn độc á, chụp cái đuôi nó chụp không được, chụp đuôi thì nó hốt rồi, nó đâu có để cho mình mà bắt nó đâu. Từ đó mình lấy cây mình đập nó thôi. Như bây giờ nói tôi bây giờ dái bả, nó nói vậy bây giờ tôi còn một đêm nữa mà tha tôi đi. Bây giờ nếu con rắn này mà nó hiện ra, mà nếu mà nó cắn tôi thì tôi còn chỗ nào đó tôi ngủ, tôi giữ cái mã của bà đâu. Bà nói không sao đâu, mày bình thường, bây giờ mày muốn đuổi nó đi thì nó đi à. Thì lần này tôi mới nói thôi, bây giờ tôi cũng sợ rồi, tôi sợ nó. Thì bây giờ là tự nhiên con rắn nói thôi bây giờ mày đi đi, thôi bây giờ tao sợ mày rồi, là tự nó bò đi, tự bò đi rồi coi như nó bò khỏi cái mã rồi, chạy cho nó biến mất. Cuối cùng là mấy cái thằng nó ngồi gần nó cũng không thấy luôn hả chú? Không, mấy nó không bao giờ nó thấy được. Thì thí dụ nó thấy, ví dụ nó gần nó xa, ví dụ như cách mình cỡ chừng 5-70 feet chứ không phải nó dám lại gần. Cái dân đó là cái dân sợ ma nữa. Nó đâu dám lại gần đâu. Lúc đó sợ chú Ba không kêu bà hiện hình gượt mấy nó luôn chú Ba? Mình không có nói vấn đề đó. Chỉ mình nói chuyện với bà thôi. Nhưng mà sáng nó mới hỏi mình. Ông ngồi ông nói chuyện với ai? Nó nói chuyện với bà trong cái mã đó chứ nói chuyện với ai? Nó sáng nó cũng hỏi mình nha. Nó hỏi mình coi tôi nghe ông nói chuyện, nhưng mà ví dụ như cái mã ở đây, nhưng mà cách chừng khoảng chừng 30-40 feet 40-50 feet là nó đâu có dám lại gần. Thì thành ra là nó nghĩ mình là đụng cũng ma thôi, chứ không mấy thằng đó đó, mấy nó nghĩ mình như con ma. Ở đây nói chừng mà sáng vô nói chuyện với nó, ăn uống đàng hoàng nha, đẩy rồi đẩy ăn rồi nha, ăn uống nước rồi đồng gần. Ba đêm rồi, vậy là ngủ 3 đêm rồi. Thì 3 đêm. Dạ. Đó, ngủ thứ 3 đêm. Thì coi như là cái đêm thứ 3 là không thấy đâu. Chỉ là đêm thứ nhất, đêm thứ nhì rồi gặp bà, mà đêm thứ 3 không thấy đâu. Thì coi như là mình với bà là què rồi. Rồi cái gì là thì bà cái đêm thứ nhì đó, bà có nói đêm nay mày gặp tao chứ đêm mơ mày không gặp tao nữa đâu. Thì tôi nói ủa sao vậy? Thì bà nói tao cho mày thấy 2 đêm thôi, chứ cái đêm thứ 3 tao không cho mày thấy. Bây giờ đêm thứ 3 là cái đêm mở cửa mà, là tao không cho mày thấy. Rồi nói vậy là coi như cái đêm thứ 3 không có. Rồi đêm thứ 3 cũng gắng ngủ đêm nữa. Ngủ đêm nữa mà ngủ, hồi đó đâu có mùa nữa, nó ngay cái mũi rồi, không có mũi. Ngủ trận mà, nằm ngủ mà. Bây giờ thách mình nó đấy, bây giờ nếu ông mà ông bỏ cái mã đó, ông không ngủ thì coi như tôi đâu trả tiền cho ông. Cũng gan, mình cũng gan lắm. Rồi ngủ cái đêm thứ 3 nữa là vô là lấy tiền rồi bắt đầu. Thằng nào thằng nấy ha, tôi sợ ông luôn rồi. Tụi tôi mà ông mướn tôi đợi đó một chút xíu thôi, tôi cũng chưa dám lại nữa.
mà ông dám cai gai luôn.